Năng phát hiện ô nhiễm Theo Firena, sau một số phiên bản beta dành cho nhà phát triển trong suốt những tháng qua, phiên bản Android mới nhất cuối cùng đã ra mắt vào ngày 3 tháng 9 với nhiều tính năng mới. Bỏ qua kế hoạch đặt tên theo chủ đề các bón tráng miệng, Google quyết định gọi phiên bản mới nhất là Android 10. Đây là phiên bản đầu tiên công ty tìm kiếm Mỹ không dùng các bón tráng miệng để đặt tên cho Android sau 11 năm nền tảng này ra đời. Android 10 tích hợp vô số tính năng mới thú vị như chế độ tối toàn hệ thống hỗ trợ riêng cho các thiết bị có thể gặp lại và điều hướng cử chỉ cải tiến đã được nói đến và dự đoán trước khi phát hành cuối cùng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có một loạt các bổ sung mới nhỏ hơn cũng đáng được đề cập. Đầu tiên là tính năng phát hiện ô nhiễm. Tính năng này cho phép hệ thống tự động ngừng kích hoạt cổng USB trên điện thoại nếu phát hiện có chất lỏng hoặc bụi bẩn tích trữ bên trong đó. Android 10 sẽ tự động hiển thị một thông báo nếu nó nhận thấy có bất kỳ chất lạ nào bên trong cổng sạc, đồng thời chấn an bạn rằng cổng này sẽ được kích hoạt trở lại khi tình hình trở nên an toàn hơn bạn cũng có thể tự tay kích hoạt cổng này nếu nhận thấy hệ thống phát hiện nhầm hoặc sau khi đã lau chùi sạch cổng sạc một số công ty như samsung và apple đã cung cấp chức năng tương tự trong nhiều năm nay vì vậy thật tốt khi cuối cùng android cũng bắt kịp hiện tại vẫn không có thông tin điện thoại nào sẽ được hỗ trợ nhưng có khả năng nó sẽ cần đến cảm biến độ ẩm chuyên dụng